Kính thưa quý đồng hương, trong những ngày tháng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một cuộc xâm lăng của quân đội Nga vào lãnh thổ Ukraine một cách tàn bạo và vô lương. Những hình ảnh thê lương thảm khốc, thủ đô Kiev và vô số các thành phố khác bị đốt cháy, bị tàn phá thảm khốc vì bom đạn. Những cảnh tượng hàng triệu người dân Ukraine đã phải bỏ quê cha đất tổ để sang lánh nạn các quốc gia láng giềng để khiến cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh tương tự cách đây 47 năm. Người dân miền Nam chúng ta cũng đã gánh chịu một cuộc xâm lăng của làn sóng đỏ từ miền Bắc tràn xuống xâm chiếm đất nước tự do thân yêu của chúng ta. Kết quả, hàng triệu người con dân miền Nam, những người yêu chuộng tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền đã phải rời bỏ quê hương đất tổ, lưu lạc khắp năm châu để mưu cầu hạnh phúc và được sống an bình với những quyền nhân tối thiểu. Hàng trăm ngàn người đã bỏ thân trong rừng sâu núi thẳm hay chôn vùi thân xác dưới lòng biển cả đại dương chỉ vì sự khát khao yêu chuộng tự do và nhất quyết không chấp nhận hội nhập vào những chủ nghĩa ngoại nô vô thần. Hàng trăm ngàn người khác bị đày đọa hay bỏ thân trong lao tù cộng sản. Hàng triệu gia đình dân chúng miền Nam đã bị bạo quyền cộng sản, miền Bắc tước đoạt tài sản, gia đình ly tán, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình phút chốc tan nát vì tội ác của một nhóm người manh tâm làm tay sai cho một chủ nghĩa ngoại lai. Sau cơn lốc bụi hồng cộng sản, may mắn thay, hơn 4 triệu người Việt quốc gia lưu vong trên khắp quả địa cầu. Và nay, sau gần nửa thế kỷ, đã trở thành một đối trọng với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ bảo tồn được một nền văn hóa truyền thống ngàn đời của dòng giống Lạc Hồng, giữ vững hình ảnh người Việt văn minh cổ hủ của miền Nam tự do trước năm 1975. Đặc biệt, lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa với nền vàng ba sọc đỏ, nay là biểu tượng tinh thần của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại, vẫn tung bay trên nền trời thế giới như một niềm kiêu hãnh của người Việt quốc gia trong suốt 47 năm qua. Gần nửa thế kỷ, con dân người Việt quốc gia tại hải ngoại hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 đều cử hành lễ tưởng niệm tháng 4 đen để tưởng nhớ đến một mối quốc hận, đến những anh linh của tiền nhân của các quân công cán Việt Nam Cộng Hòa và những người bạn đồng minh đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam để bảo vệ tự do và an bình cho người dân miền Nam kể từ khi đất nước thoát khỏi ách nô lệ thực dân và các đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do. Sự hy sinh của họ cho đến ngày nay vẫn không phải là một mất mát vô nghĩa. Nó là một nền tảng để xây dựng lên những cộng đồng người Việt tự do lớn mạnh và vững chắc tại hải ngoại. Chính nhờ vào sự hy sinh này, các cộng đồng người Việt tại khắp nơi trên quả địa cầu đã hội nhập vào một xã hội dân chủ đầy nhân bản. Chúng ta tự hào và cảm kích vô cùng với những hy sinh cao cả đầy ý nghĩa này. Ngày 30 tháng 4 là một ngày linh thiêng, khắc ghi trong tâm khảm bất cứ ai là người Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền. Một ngày rỗ truyền thống của người Việt quốc gia công chính và cơ hội để nhắc nhở chúng ta nung lòng quang phục lại đến văn minh và văn hóa truyền thống Việt Nam tốt đẹp, cũng như bổn phận phải bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của quê hương chúng ta. Nhân ngày tưởng niệm tháng 4 đen lần thứ 47, chúng tôi và gia đình xin nguyện cầu hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân, các chiến sĩ, công cán, Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào phù trợ để Việt Nam thoát khỏi gánh vong nô cộng sản, sớm được thực sự tự do, dân chủ, độc lập và lãnh thổ được vẹn toàn.